chào các bạn ha. Đây là chiếc SH350 vừa đến shop mình để lắp cái công tắc để điều khiển hai cái gác chân sau tự động bật ra ha. Thì hôm nay mình sẽ có một chút thay đổi về cái quy trình lắp đặt cái bật gác chân sau tự động cho SH350 và cả những dòng xe SH150 SH Việt Nam ha các bạn. Thì lúc trước là mình gắn tích hợp trên cái nút đề, cái nút khởi động của xe, nhưng mà sau thời gian sử dụng thì nhiều anh em phản hồi cái nếu mà tích hợp vô cái nút đề thì nó hơi khó sử dụng ha, cho nên là mình đã quyết định thay đổi cái nút điều khiển hai cái bậc gác chân bằng cái nút công tắc LED, công tắc rời gắn ở ngoài luôn, không có tích hợp vô trong nút đề nữa. Rồi bây giờ mình sẽ mở máy lên và mình sẽ bấm vào cái nút công tắc này thì hai cái gác chân sau nó sẽ tự động bật ra ha. Đây, khi mà bạn bật chìa khóa lên á thì cái công tắc LED này nó sẽ sáng đèn lên, đồng thời nó sẽ có cung cấp nguồn điện vô để khởi động hai cái gác chân sau tự động bật ra ha, khi mà bạn nhấn vào cái nút công tắc này. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái camera xa ra xíu để anh em dễ quan sát ha, bấm nút giùm anh cái. Rồi, làm lại cái nữa anh em. Một bên thôi. Ok đó ha. Chỉ cần bật chìa khóa lên, bấm nút công tắc LED là xong. Rồi làm lại cái nữa đi. Rồi em đóng hai bên lại anh quay cái. Cái đó đi Vinh. Ok ha. Rồi bây giờ là mình không có sử dụng công tắc đề nữa ha. Mình sẽ chuyển nó qua công tắc LED gắn ở ngoài luôn. Mình sẽ khoan một cái lỗ ở đây để gắn cái công tắc vô. Ở cái công tắc này mình sẽ có hai màu, màu xanh và màu đỏ ha, anh em có thể lựa chọn khi lắp đặt. Rồi